quý vị và các bạn, những dấu hiệu của lão hóa da như nám, sạm, tàn nhang luôn là nỗi lo của hàng triệu chị em phụ nữ. Vậy làm sao để có thể đẩy lùi tình trạng này cũng như điều trị một cách an toàn và hiệu quả? Xin mời hãy tham khảo gợi ý sau đây của chúng tôi. Với mong muốn mang đến cho chị em một thương hiệu mỹ phẩm uy tín đáp ứng mọi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, Juicy International đã đưa ra thị trường bộ đôi sản phẩm giúp chị em có thể làm đẹp từ trong ra ngoài. Đầu tiên phải kể đến kem chống nắng Juicy Top Beauty, đây là kem chống nắng vật lý gồm các thành phần hyaluronic acid, titanium dioxide, Kém Oxide, chiết xuất cam thảo, chiết xuất nhau thai cửu, tinh chất lô hội, vitamin E. Trong đó titanium dioxide và Kém Oxide là thành phần chính có tác dụng tạo ra một lớp màng chắn bảo vệ da, giúp ngăn chặn và phản xạ lại tia UV khiến chúng không thể đi xuyên qua da. Ngăn cản sự hình thành hắc sắc tố melanin, các dấu hiệu lão hóa do ánh nắng mặt trời và làm chậm tối đa quá trình lão hóa da và sản phẩm trao hủy nám trắng da collagen Nhật Bản Red Ginseng Collagen với các thành phần chính như glutathione và collagen Type 1, chất chống oxy hóa siêu mạnh tăng cường tạo ra sắc tố melanin sáng và ngăn chặn tạo ra melanin đen, tạo cho da độ đàn hồi, giúp da căng bóng, chống nhăn và lão hóa da. Đặc biệt là chiết xuất sâm tố nữ, một thần dược có khả năng hồi phục tuổi xuân cho các trẻ em trong quá trình sử dụng bộ đôi làm đẹp của juicy để phát huy được tối đa công dụng chị em mình cần lưu ý chúng ta sẽ bôi kem chống nắng hàng ngày uống đủ nước bổ sung thêm rau xanh và hoa quả ngủ đúng giờ chị nào bị nám chân sâu nám lâu năm ngày chúng ta sẽ sử dụng hai gói sáng một tối một uống sau ăn mong rằng bộ đôi làm đẹp của juicy sẽ giúp chị em mình luôn tươi trẻ tự tin hơn mỗi ngày Kem chống nắng Juicy và trà hủy nám trắng da collagen Nhật Bản Red Ginseng Collagen là bộ đôi sản phẩm giúp làm đẹp từ trong ra ngoài, an toàn và hiệu quả mà chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn.